Được. Được. Được mà. Được tơ. Không. Được tơ chứ có chứng giá được mọi người. Cái này BD ta. Làm gì mà ba lớn mà chưa có. Hay mùa này nó chưa có ra chứng giá thầy. Mẹ mày lúc nhỏ mày cũng có vậy. Đây nè, đâu có chứng nhái đâu. Nhìn thấy cái mặt nó, nhìn thấy cái người nó vàng vàng mà. Ờ, cái bao đó là bao hôm bữa đựng con gai đấy. Chào cả mọi người nha. Lại tiếp tục hôm bấy mọi người. Đó, vô là quất nghe mình nè. Đến trên sau luôn hả? Mình đạp nè, mình đạp nè. Bấy nhiêu định hồi thằng mới nhớ đọc đúng cái chuyện rồi. Hên thì thấy con mắt nó lắm. Không thấy con mắt, nó thấy ngọt rồi. Không vô tới đó thấy có mùi thôi thầy. Thôi cái chân nè. Ôi, hôm nay mình đi thăm khá là sớm luôn nha mọi người. Bây giờ thở ra còn khói bay tùm lum. Không biết đánh đường nào. Chết tụi. Gì nữa? Đánh gì thầy? Lát bọc à? Trời ơi, lát bọc sao đâu á. Cái kia cái đường đi ngang. Thì cái hồng hôm qua đi cắt cỏ dê đó. Đạp vô giò không tháo luôn. Từ hôm qua lúc về, lúc đi ngang mà thầy thấy ổng sẵn sẵn gừ dừng xe lại. Ừ. Đèn thì đâu có nghỉ mà ổng đi vô đây. Thầy chế ác thì có chứ, thầy chế ác. Nó vô vậy nó vướng rồi, nó không bay được đâu. Thật ơi. Bây giờ thầy mới khó tháo á. Bây giờ thầy mới khó tháo á. Nó chui vô như vậy. Trời ơi. Thì nó vừa chui ngược vô đó, thằng con nói mà. Nó vừa chui ngược vô luôn á. Nó chui ngược vô cái bẫy mà. Cái con kia là con mẹ á thầy. Chứ nếu mà ấy là quất con bự rồi. Hôm qua thầy quất con bự trước rồi. Không thể. Bự không à? Nó đem 4 cái à? Vậy thôi được rồi.
Mấy con này nhỏ chút xíu. Mới kia nó quấn nghỉ khớp à, lấy khớp rồi. Em lỡ bước sai chân. Trời nhìn nó hơi nó gầy đâu cậu. Rồi, hôm nay một ngày vô kèo nha anh em. Vô kèo lớn luôn đó anh em ơi. Trúng mánh, trúng mánh. Ở đây nè thầy ơi, cuộc ở ngoài đây nè. Có thầy thấy chưa? Hả? Không. Chắc nó quá. Ồ. Đực hay gì thầy ơi? Thấy vàng vàng ấy nha. Vàng vàng rồi đó. Nãy có lấy chuối theo không? Không, có trên xe đó. Giống lắm á, giống đực lắm á. Đực cái đất đi. Đực. Đực. Đực mà. Đực tơ. Không. Đực tơ chứ có chứng giá được đâu mọi người. Cái này bê đê ta. Làm gì mà ba lớn mà chưa có. Hay mùa này nó chưa có ra chứng giá thầy. Em mày lúc nhỏ mày cũng có vậy. Đây này đâu có trứng nhái đâu. Nhìn thấy cái mặt nó, nhìn thấy cái người nó vàng vàng mà. Cái bào đó là bào hôm bữa đựng con gai đấy.